Xin các bạn nhớ kỹ, gian tham trộm cắp ở đây không chỉ có nghĩa lấy của không cho, mà còn kể cả những hành vi gian tham xảo quyệt khác nữa, như một công nhân lãng công, đó cũng là gian tham trộm cắp. Một ông thầy giáo trong giờ dạy học cho bài học sinh làm mà ngồi xem báo, đó cũng là gian tham trộm cắp giờ học của học sinh. Một ông bác sĩ nhận quà bệnh nhân cũng là gian tham trộm cắp. Một anh công an gác đường nhận tiền hối lộ cho xe chở đồ lậu thuế vào thành phố, đó cũng là gian tham trộm cắp. Tóm lại, giới đức buông xả đối trị được tâm tham lam trộm cắp, giúp cho thân tâm không dính mắc vật chất thế gian, giúp cho tâm luôn được thanh thản, an lạc và vô sự. Người muốn sống được giới đức buông xả này thì phải thường xuyên quán các pháp là vô thường, vô ngã, do duyên hợp và thường đau khổ. Trong cuộc sống thế gian, khi người xuất gia cũng như người tại gia sống đúng giới đức buông xả này, thì thế gian này là thiên đàng, cực lạc, cuộc sống con người sẽ hạnh phúc biết bao.